Xin chào cả nhà. Xin chào. Thì hiện tại nhóm mình đang có mặt tại Thế Giới Động của An Hải Trung. Thì hôm nay cũng đại diện cho anh Sáu để tới đây để mua món quà để tặng cho chú Bảy. Thì cũng mời cả nhà theo dõi nhóm mình luôn. Chú Bảy thích điện thoại mẫu nào chú Bảy? Ở đây thì em tư vấn tương tự với chú ha. Ở đây là bên hãng là hãng Xiaomi thì nó cũng có nhiều phân khúc giá từ 4 triệu, 5 triệu và cao hơn. Đó. Thì là có nhiều phân khúc giá là mình xem thử coi mình ưng mẫu nào. Thì thí dụ mà mình tính tìm tầm giá khoảng nhiêu á chú? 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, mấy 5 triệu thì 5 triệu. Khoảng 5 triệu. 5 triệu thì mình coi thử mẫu này, đây là Redmi Note 13, đây là Xiaomi. Còn bên đây là Vivo. Rồi, Vivo thì bàn cái bên, đằng sau thì là Samsung, bên sau nữa là Oppo. Mình cứ cầm mình coi thử có mình ưng mẫu nào mình lấy ha. Chú Bảy coi thử đi chú Bảy, đưa cho chú Bảy bấm thử. Mà chú Bảy biết bấm không? Đây mình cần biết. Tại vì cảm ứng mình xài từ từ, từng vài bữa là mình quen rồi chú ơi. Chú Bảy giờ đang xài này là 2 năm rồi. Chỉ nghe gọi thôi, trời lắm. Gán xài lâu hơn, xài làm quen từ từ cũng quen đó chú. Tại vì cài xài cái này thì mình coi này coi kia thì kia được luôn. Cái này là chú Bảy phải về cài vô cho nhóm. Vivo thì thí dụ mà phân khúc 5 triệu mấy thì con có là i28. Đó, mình coi thử. Chú Bảy cứ cầm lên coi thử coi. Rồi mình coi xong cái này thì mình qua tới bàn Samsung mình coi từ từ. Cái màu đó nam tính đó chú Bảy. Màu này về chắc chú Bảy lấy không đó. Đây con thuốc lên cho. Cái tính năng, chức năng thì hầu hết chú Bảy chắc cũng coi là YouTube rồi TikTok đồ ha. Nghe gọi dạ. Nghe gọi với YouTube là thường à. Chú Bảy có không có gần về xài dạ. Gì nhiều. Tại vì nếu mà chú Bảy xem đi rồi thí dụ ưng không ưng thì mình coi từ từ đi, mình coi ưng mẫu nào ha. Bên kia thì con có mẫu Samsung. Dạ. Thôi qua mẫu Samsung thử ha chú. Dạ. Nhiều máy quá biết lượng máy nào hết chú Bảy. Bên đây nếu mà tầm giá đó thì em bên con đang có mẫu Samsung A15 nhớ 256GB, RAM 8GB. Thì hôm nay chú cầm chú coi thử mẫu này đi. Mẫu này thì con có 3 màu sắc, đó là màu vàng, màu xanh dương và màu đen. Thì hôm nay nếu mà chú Bảy lấy thì con có cái chương trình khuyến mãi, đó là hai chương trình khác nhau. Một chú chọn một trong hai ha. Một là con sẽ giảm giá thẳng vô máy cho chú là 600.000. Cái màu tối hơn chút không? Dạ, con có màu xanh dương hoặc là màu đen. Dạ. Lấy màu xanh dương rồi mua mua loại này đi rồi lấy cái loại màu xanh dương. Dạ. Samsung á cho Bảy. Cái này có ưu đãi với chương trình gì không em? Bên đây bên em hôm nay thì là nó sẽ có chương trình khuyến mãi, chọn một trong hai chương trình khuyến mãi. Đó là một là mình sẽ được giảm 600.000 trực tiếp vô giá máy là chỉ còn 4990 thôi. Hoặc nếu mà mình không lấy chương trình giảm giá thì là mình sẽ được thêm 12 tháng bảo hành chính hãng, nữa là coi như là mình được bảo hành 2 năm. Dạ, rồi sẽ chọn một trong hai chương trình đó. Là không biết chú Bảy là muốn trừ vô giá máy cho chú 600.000 là còn 4990 hay là mình chọn cái kia thì mình mua với giá 5590 chứ. Cũng muốn trừ vô giá luôn không? Trừ thẳng vô giá luôn hả chú Bảy? Dạ. Dạ. Nếu mà trừ thẳng vô giá thì giá máy cuối cùng của tụi con là còn 4990 ha. Nhưng mà tuy nhiên thì mẫu này hiện tại là chưa có cốc sạc. Thì hôm nay nếu mà chú Bảy lấy thêm cái cốc sạc á thì cốc sạc Samsung là hiện tại là giá 550. Mà nếu mà mua kèm máy thì tụi con sẽ kiểm tra khuyến mãi, nếu mà có giảm thì giảm cho chú còn 300 mấy. Dạ. Rồi chú coi thử màu sắc màu tối hơn không? Con lấy cho chú coi. Màu sáng này đi cho tốt hết. Dạ, màu sáng là màu vàng nè, còn màu tối hơn là màu xanh hoặc đen. Dạ rồi, bên con á hiện tại hồi nãy là con nói là con sẽ có 3 màu sắc, đó là màu vàng và 2 màu còn lại đó là màu xanh dương và màu đen. Màu này cũng đẹp đó chú Bảy. Màu này, lấy màu này đi. Màu này ha. Màu xanh này hay chú Bảy? Vậy nói em nó khỏi lấy nữa. Rồi gì thiếu màu này. Màu đen cái này chú Bảy thôi. Màu đen. Không thích hả? Dạ. Vậy thôi cứ lấy màu đen màu xanh hả chú? Dạ. Dạ, con mời chú với mấy anh nghe đàn rồi. Rồi ha chú Bảy, con lấy cái máy với chú là chưa khui gì hết nha. Đây là cái phiên bản chú chọn A15 256GB màu xanh. Bây giờ con khui máy cho chú nha.
Trong hộp á, hiện tại nó sẽ có một cái máy và một cọng dây sạc thôi. Giờ đầu tiên chú Bảy kiểm tra máy, ngoại quan máy giùm con ha, xem có trầy xước cấn mớp ở đâu không. Để nếu mà có trầy con đổi cho mình cái máy khác. Dạ rồi, thì á, nó đi theo của nó là một cọng dây sạc ha, dây sạc hai đầu này, nó sẽ không có cốc nha chú. Dạ, nếu mà chú muốn lấy cốc thì con để cốc ở đây cho chú suy nghĩ nha. Cái đó ở nhà có rồi, dạ. Để cho chú Bảy. Vậy con khởi động lên, con chỉ hướng dẫn cho chú sơ cái cách sử dụng hả chú. Rồi chú chưa hỏi gì, chú hỏi con thêm nha. Giờ mình để shipper luôn hả chú Bảy? Người ta điện thoại lại đừng lúng túng nghe chú Bảy. Không biết bắt máy sao lúng túng đi. Lúng túng là bị cái máy cũ á bấm con cái nha. Đổ chuông cái tiếng khác. Dạ. Rồi cái máy mới đổ chuông tiếng khác cho luôn. Cái điện không nghe. Máy đó đi theo với chú Bảy 2 năm trời rồi ha. Với rác chú cài cái tiếng chuông được người chúng tôi ha. Dạ chỉnh chuông lớn lớn hay chú nha. Chuông lớn đúng rồi. Chỉnh chỉ to chứ sợ luôn. Rồi con hướng dẫn chú sơ cách sử dụng nha. Khi mà chú ở đây là nó sẽ có một nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng. Đây, nút tăng giảm âm lượng là nút trên nghe, nút dài. Còn nút đây là nút nguồn. Thì khi mà chú cầm máy đi, chú bấm luôn để cho mình nhớ. Khi chú muốn mở máy thì chú bấm cái nút nguồn. Đóng cái, rồi mình vuốt lên mình đừng có đè, mình bấm cái thôi, rồi mình vuốt lên mình xài. Đây, làm lại. Chú mở, chú bấm lên đi. Rồi, vuốt lên. Đó là đầu tiên là mình là khi mà khởi động máy trước là nó vậy ha. Xong sau đó thì ở đây nó sẽ có nha, chú thấy hình cái điện thoại không? Rồi rồi để con hướng dẫn con sử dụng nha. Con danh bạ con đem ra luôn. Đây, khi mà chú muốn gọi cho một người nào đó thì nó sẽ có hai cách, một là chú tự bấm số, hai là chú vô danh bạ chú điện cho người ta. Rồi thì bây giờ con hướng dẫn chú là cách tự bấm số trước nha. Chú bấm vô cái hình điện thoại. Đây, cái hình cái điện thoại nè, bên đây nè. Cái hình mọi đặt đúng rồi. Chú bấm một cái số nào đó chú cần gọi, con ví dụ là số nào đó đi ha. Rồi chú bấm xong số, chú bấm nút gọi là mình sẽ thực hiện cuộc gọi nha chú. Còn đây nếu mà chú muốn coi này coi kia thì ở đây con có cái mục là YouTube nè chú. Đây, hoặc là chú có thể gọi là YouTube cũng được. Chú bấm vô đây, chú bấm vô đi, mình bấm mình nhớ luôn. Rồi ở đây con có cái mục, chú thấy cái mục kính lúp không? Rồi chú bấm vô cái mục kính lúp. Không, chú bấm mục rồi xích vào đây cái nữa. Đúng rồi, thì ở đây nó sẽ có một hai kiểu. Một là chú bấm chữ để chú tìm, thí dụ chú tìm một tên một bài hát nào đó thì chú có thể bấm chữ đây ha, tập phim cũng được. Rồi cách thứ hai nữa là chú bấm vô cái micro cái bên. Đúng rồi. Rồi chú nói vô đi, chú nói thử một cái từ gì đó gì ha. À, thí dụ chú nói duyên phận hay là cái gì đó, chú nói chú đừng có nó không hiểu nha, chú nói hai từ đó thôi. Thí dụ chú muốn thấy là duyên phận kiểu nói gì đó chú nói đi. Tình yêu. Đúng rồi, là ca liền đó. Chú Bảy nói cái câu gì ạ? Tình yêu. Tình yêu. Đó, thường là cô chú là sẽ sử dụng là cái micro nó sẽ tiện hơn á chú ha. Lặp lại ha, lặp lại, rồi chú bấm vô cái micro đi. Tình yêu. Đó, là nó sẽ tìm ra được mấy cái mà liên quan tới tình yêu ha. Rồi, đó là YouTube. Giờ chỉnh chữ to cái mình dán cho chú Bảy cái miếng dán trường ngực á. Dạ rồi. Với cái ốp lưng á. To đó. Còn để con làm đậm lên luôn cho chú dễ thấy ha. Rồi mình dễ coi đó. Giờ con xin phép em đi dán ha. Rồi. Cái này là mình đã dán trường ngực cái ốp lưng luôn rồi nha chú Bảy. Rồi. Yes. Cho nó bảo vệ nó không chạy ha. Em nhận lấy 5 triệu 2 nha.
nãy giờ mới cháu thì cũng có mua điện thoại xong rồi, giờ thì cũng về đến nhà. Thì giờ đây thì cũng có chuẩn bị được một con gà nè. Gà này nữa đất mình sẽ nấu cháo. Chứ gỏi là mình sẽ bữa nay thế chọn gỏi là gỏi rau lan. Gà này là gà đen hả quay? Dạ gà đen. Người ta bán người ta nói gà đen đó mà không biết phải chính xác gà đen. Cái tâm lại gà này thì ở kêu bằng ở đâu quay? Tây Bắc. Ở ngoài Tây Bắc thì đó mà mình ở đây thì người ta bán người ta nói vậy thì mình nghe vậy chứ mình cũng không biết là phải là gà đen hay không. Dạ. Chắc em sợ nó lai quá. Đúng rồi, chắc có thể là mình không biết sao. Nó đen thịt nó đen và kêu gà đen cũng được nè. Cái này nãy anh thấy là thịt đen mà cái gì cũng đen chứ phải không? Dạ. Xương trứng đen nữa đó. Trứng đen rồi cái mề cũng đen nữa. Dạ. Ủa cái trứng cũng đen nữa. Dạ. Chú Bảy đó giờ có ăn thịt con gà này chưa chú Bảy? Chưa. Bữa nay cũng chưa ăn. Lát mới ăn. Con cũng chưa có ăn con này nữa chú Bảy. Đó giờ thấy thôi chứ con cũng chưa ăn. Có con gà gà gì gà Bến Tre kêu bằng gà gì này. Mà có ăn. Gà Bến Tre hả? Ừ. Dạ. Nó tương tự giống con gà ác. Mà cái giò của con gà ác thì nó tới 5 móng lận. Ừ. Còn con gà này nó có 4 móng mà. Cái móng móng sau của con gà nó mọc thêm một móng hai bên này nè. Tẹp tẹp cái móng nữa. Hồi đó em mới đầu em tưởng đâu con gà đó nó bị tật không à. Cuối cùng con nào cũng nó cũng giống tương tự vậy hết trơn á. Chú Bảy cái này rau lan nè chú Bảy, mình luộc mình chấm chao cũng ngon lắm đó chú Bảy. Ăn nó cũng hồi bà hẩm con với Quang đi ăn cũng có ăn gỏi rau lan ngon quá rồi nên về mới làm cho chú Bảy rồi, chú Bảy chắc chưa ăn gỏi ha? Chưa. Dạ. Gỏi lan này chưa. Thường thì mình ăn chú cây rồi ha, bắp cải hay là này kia đồ. Chứ rau lan thì ít. Ở bên đây thì nấu cháo thì Quang cũng có chuẩn bị thêm một số nấm cơm nữa nha cả nhà. Nấm cơm này mình muốn cơm búp á. Nấm cơm nở không ngon mà nấm búp này. Nấu cháo nấm cơm búp không? Dạ đúng rồi. Chú Bảy nãy giờ về điện thoại có dọc chưa chú Bảy? Chưa. Chút rồi mới dọc. Xài từ từ quen rồi chú Bảy ơi. Mới lạ hả chú Bảy ha? Ừ. Bữa nay chú Bảy vui lắm. Chú Bảy nói là hôm chú Bảy tới 12 giờ chú Bảy mới ngủ mà. Phải không chú Bảy? Ừ. 12 giờ. Thường thường 7 giờ ngủ tiêu hả? Chẳng dạng. Chẳng dạng nữa ngủ à? Không mà tại ba con nhà cũng chẳng dạng nữa ngủ à. Nhưng mà khuya thì thức nha, 3-4 giờ sáng là thức đó. Đúng rồi, đúng. Dạ, thức dậy nước trà gì đó. Còn chú Bảy vậy là đêm hôm ngủ được có chừng 3 tiếng đồng hồ. Con gà này bự hả quay? Chú Bảy nói hồi xưa giờ chú Bảy 2 ký mấy rồi. Chú Bảy nói hồi xưa giờ chú Bảy quay clip mà chú Bảy đâu có được coi đâu. Coi trên TV không đó chú Bảy? Chị TV cũng không có coi nữa. Dạ. TV đâu có mạng đâu ha. Đồ bấm. Dạ. Vậy là chú Bảy bữa nay về chú Bảy cài view. Ừ. Cài view cho nhóm. Vậy là đó giờ chú Bảy quay clip mà chú Bảy không biết coi lại là như thế nào vậy hả? Chứ này có điện thoại để về coi rồi hả chú Bảy? Vì coi clip mình ra sao? Dạ. Đây gà nãy giờ em cũng luộc chín rồi. Giờ em cho gạo vô nấu cháo. Đây thì mình nấu cháo bằng gạo rang ha. Dạ, rang cho nó thơm. Ừ. Cái này nó nhanh nha, nở nè. Gạo này nó chừng khoảng 10 phút là nó nở ra hết rồi. Cũng sôi mình. Nước mình luộc rang nước sôi, thiệt sôi nó mới xanh cái này rang. Cái này là chắc mình chỉ luộc sơ qua cái là mình lấy ra ha. Để luộc sơ cho nó dợp xuống xíu à. Ừ. Hồi nó mềm thì cũng không ngon. Yeah. Rau lan này vậy chứ ăn tốt lắm á quầy. Dạ. Mấy người mà đàn bà đẻ rồi đó. Ừ. Mới sanh rồi. Ăn rau này có sữa.
Cái này dưới mời rau nhân lòng ha. Dạ. Đây nó tốt. Ga cũng vừa tới rồi, vừa quen cũng cho ga luôn nha cả nhà. Ở đây thì sẽ cho ra 2 lít đá mình nè, ngâm cho nó giòn. Với nó giữ cái độ xanh của rau lại ha. Yeah. Rau lan xong rồi, bây giờ em chuẩn bị ướp lõi luôn. Ở trong đây có chanh, nước mắm, đường, bột ngọt với lại tỏi ớt. Em cho vô luôn. Sau đó mình luộc ăn cơm rồi mình nước mắm chưa đó là đem cả ăn luôn. Ăn cơm hả chú bảy? Mắm chua ngọt hả chú bảy? Quang có ngâm qua nước đá cho cái cọng nó giòn chứ hành phi nha. Đậu phộng. Công nhận cái thao gỏi này nhìn hấp dẫn quá ha chú bạn. Ừ. Chứ gà phải có gỏi, phải có rau hoặc là này kia mình ăn nó mới ngon ha, ngon miệng hơn nữa. Thì phải xé nó mới ngon ha. Khói bốc nghi ngút luôn rồi. Mình không người ăn cái đùi không hết nổi. Lần đầu tiên trải nghiệm ăn gà này hả bạn? Dạ. Wow, thấy cũng hấp dẫn quá. Cũng ngon ghê luôn. Dạ. Cầm chiếc mướp, lời gần Quang luôn. Chơi, cho Quang thấy thèm người gà chơi à. Dạ. Yeah. Độ da nó dày quá. Nè quang. Không ngờ chén mưa ớt của chú Bảy đâm rồi cũng quá trời rồi, thấy ớt nhiều dữ rồi chú Bảy. Cho ăn kem với đã. Gà, ngon quá ha. Thật nhiều hết á. Cái này gọi là, gà này gọi là đặc sản luôn chú Bảy. Quay nó xé con gà mà con phải tươm nước giải luôn á chú Bảy. Nó có sức nó bẻ xương được rồi chị, đưa vô mình bẻ gì nữa. Em thấy cuối tuần nào cũng có vậy.
Quang nó để sẵn cái chén này đằng kế bên đặng có gì đặng hồi thử hay gì nữa. Dạ. Gà nãy giờ em cũng xé xong rồi nè. Em cho gỏi với gà lên luôn. Gào thấy nó thấm quá trời ha. Dạ. Cái màu này chắc phải nhậu quá. Dạ. Lâu lâu mình xả một bữa đi. Cái này mà bữa nay phải hỏi ý kiến chú Bảy mới được. Bữa nay là chú Bảy là chủ tiệc nè. Không, em chị là chị thấy chú Bảy nhậu rồi đó, chú Bảy đi lấy ca rồi đó. Công nhận gà này thơm quá hết rồi. Dạ. Nó thơm hơn gà ác mà nhiều quá. Hôm nay chú Sáu có tặng cho chú được cái món quà, chú rất cảm ơn chú Sáu rất nhiều. Chúc mừng chú Sáu được dồi dào sức khỏe để mà phát đạt phát tài như chú Sáu. Dạ, tiện đây thì em cũng trước tiên thì em cũng mời anh Sáu, sau đó là mời cả nhà dùng cháo nhớ mình luôn nha. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Mời chú cháu dùng cháo. Dạ. Thấy Quang nấu nồi cháo này hấp dẫn quá Quang ơi. Dạ. Vậy là hôm nay là mình chỉ ăn cháo thôi hả chú Bảy? Ăn cháo, bữa nay ăn cháo gà. Dạ, ăn cháo gà ha. Tại sáng này ăn cháo gà đi còn làm công chuyện này kia nữa ha. Dạ. Dạ. Nồi cháo ngon nhưng Quang. Cái dạ. Cháo này con nhìn thấy chắc ăn nó ngọt và béo lắm ha chú Bảy? Ừ, ngon. Dạ, dạ con thấy là nó đậm đà quá nè. Nước con gà gan ngọt. Ừ, tại vì anh thấy cháo là anh biết thấy nó ngọt rồi. Gỏi ngon lắm chú Bảy, dùng thử chú Bảy. Con gà này bự lắm nha chú Bảy. Ừ. Dạ. Quá chừng thịt luôn. Ăn thoải mái. Con gà khoảng 3 kg vậy. 2 kg 2 kg 2 hả Quang? Có 2 kg 2, 2 kg 3 vậy. 2 kg 2, 2 kg 3 gì vậy chú Bảy. Quá bự. Dạ. Thích gà, gà này nó cũng không dai ha. Không dai. Cũng vừa ăn. Dạ vừa ăn à. Cái món rau rang này quá ngon. Lạ miệng. Giòn. Bữa nay mình đổi khẩu vị ha, thay vì nếu mà có gà là chắc chắn mình sẽ đi chặt cây chuối rồi đó. Dạ. Nhưng mà hôm nay Quang đổi món cho nhóm mình ăn cho nó ngon miệng hơn á. Không mà tính ra Quang làm cái món này kìa, ngon thấy giòn đó, nhai thấy giòn ngon. Nãy Quang có ngâm nước đá á. Hồi đó giờ chưa có vụ rau lan mà trộn gỏi, bữa nay Quang làm cũng ngon. Rau lan nấu canh chua cũng ngon lắm nghe chú Bảy. Ngon, như rau nhúc vậy. Dạ, rau lan nấu canh chua, còn lá cách nấu canh chua cũng được luôn. Được mà, ngon không? Đồ nó thơm lắm, chưa có không ngon hết chú Bảy. Cái rau dừa nấu canh chua cũng ngon. Dạ, rau dừa thì nếu mà tính ra rau dừa thì mình chấm mắm mắm kho ở Quang thì nó sẽ ngon hơn ha, nó hợp lý hơn. Rau dừa bây giờ cũng biết ở đâu có không? Rau dừa thì thường nó mọc dưới sông á chú Bảy, sông nhiều lắm. Bây giờ cái đường dân sinh quá trời. Dạ đúng rồi, cái đường dân sinh á. Ngoài sao ngộ á, cái đường dân sinh rau dừa mọc nhiều ghê ha. Ở đâu nó mọc quá trời mọc. Dạ. Đất á, nhiều khi đất chỗ này. Đất tạo ra hả? Đất trong này chỗ khác ra trở lại vậy. Ừ. Với sậy là quá trời. Sậy với rau dừa.
Không mà cháo mình thì cũng hay để một số nấm ít vậy ha, vậy cho nó ngon. Nó ngọt, ngọt nước thêm. Cái thịt gà này ăn nó có cái mùi thơm đó chú bạn. Ăn thơm mà dạ. Nó béo vừa, kiểu béo luôn. Dạ. Nó khác với con gà ta của mình. Gà này nó không có mỡ, nó không ngán. Cái con gà ta mình nó béo, không béo mỡ nhiều. Dạ. Ăn nó ngán. Hay tại mình ăn thường á Quang. Dạ. Nên mình thấy cái cảm giác nó không ngon bằng con gà này. Con gà này mình không có ăn thường á. Chắc vậy chứ. Gà này lâu lâu mới ăn ha. Mà lần đầu tiên mình trải nghiệm gà này luôn mà. Ừ. Chú Bảy 60 tuổi rồi mà chưa ăn được đúng không? Chưa. Bữa nay 60 mới ăn rồi. 62 tuổi. Dạ. Hôm nay 62 tuổi mới ăn. Dạ. Không đúng chú Bảy, đâm cái muối ớt cay ngon. Không, nếu mà ăn cháo gà là lúc nào mình cũng có muối ớt vậy ha. Dạ. Chén nước mắm trộn gỏi thì cũng chừa, ví dụ như ai hạp con gì đó thì ăn cái đó. Chừa chấm gỏi. Anh thấy cái chén muối ớt này là anh sợ rồi nè. Ăn ớt quá trời. Thấy ớt không à? Ăn gỏi chứ em muối ớt ngon hơn. Dạ. Ngon hơn chấm nước mắm. Tại miền Tây mình quen á chú Bảy. Ừ. Quen thì muối đâm muối ớt vậy đó. Ăn cái hay đâm muối ớt, luộc nướng thì cũng hay muối ớt. Nó ngon. Dạ. Canh chua có muối ớt nữa. Canh chua muối ớt thì dạ. Muối ớt. Còn giống như những chỗ khác thì có thể người ta sẽ ăn với nước mắm ha, hoặc là muối tiêu chanh vậy đó. Còn gà này mà anh thấy gì ở ngoài là ăn với chấm chéo gì đó ha. Dạ, Quang. Nước chấm chéo. À. Ở chợ Phiên á, anh coi trên YouTube á, thấy hấp dẫn ha. Gì mắc kén nữa hả Quang? Đó. Dạ, hạt mắc kén. Mắc kén. Mắc kén là như mình làm muối xong mình trộn vô cho nó thơm hay gì á. Giống như hộp tiêu á chứ. Hay là cái hộp đó để bị dành mình ướp thịt hay gì nữa. Đúng rồi. Anh nhớ là vậy đó. Gan gà nó giòn, nó béo. Cháo còn nhiều rồi chú Bảy, thịt đồ nhiều á. Nó chưa đồ, ăn mạnh mạnh vô. Mình ở miền Tây mình có đủ cách nhiều ăn hết, nhiều thứ ăn. Mà tại mình không biết rồi, không nấu hết. Dạ. Chứ nhiều cách nữa ăn. Cũng như gà mà trộn gỏi với lá chanh non á. Dạ đúng rồi. Miền Tây mình đâu có ăn. Dạ. Người ta có ăn thì mình ở đây ít có ai ăn. Đúng rồi, mình ít bẻ lá chanh để mình trộn ha. Mà thơm lắm chứ bạn. Có thơm mà nó ngon lắm. Lá chút thì nó nổi tiếng hơn ha. Thanh. Lá chút còn thơm hơn nữa. Hiểu là chắc chồng nhỉ? Mớ rau lan để dành làm gỏi quá chú Bảy rồi. Rau muống, rau lan gì cũng được. Cái này làm rau muống cũng được. Rau muống làm gỏi cũng ngon lắm nha. Nhưng mà cái rau lan thấy ăn nó ngon hơn rau muống. Rau muống nó lạt hơn chú Bảy. Rau muống ăn rau muống đỏ. Dạ. Nên thuốc hơn. Dạ. Cái chất mũ nhiều. Ăn cái này phải ra tay mới được Quang ơi, mắc cỡ là không được. Cái này là bóc á, ăn mới đã. Con gà là con phải ăn với cái cổ con gà vịt được á. Cổ nhai luôn xương, con gà này thấy nó hơi cứng rồi đó. Cái cổ hơi cứng à. Chứ còn mà cái cổ thịt nó vậy chứ ngon lắm. Nó dẻo mà nó ngon lắm, ngọt nữa. Con gà nuôi à. Dạ. Con gà chợ ăn cổ mềm. Dạ. Con gà vườn ăn cổ hơi cứng. Các bạn hóa còn mới biết. Bị mình cho ăn lúa gạo. Dạ. Nó dễ thật. Sáng mà có nồi cháo húp kiểu này thì thôi còn gì bằng. Cái hồi xưa chú hay bắt cua. Dạ. Nấu cháo cua. Dạ. Nấu cháo cua ngon lắm, giá sáng thì ăn tô cháo cua
rồi muống, bắp chuối, chanh, ớt. Dạ. Rồi đi làm. Dạ. Có bảy rồi, các cô còn múc cháo. Bữa nay chú Bảy đâm ớt cay thiệt. Cái gạo lan vậy chứ mình trộn gỏi nó dợp nha. Nó dợp chứ lắm á, tại lá nó bù xù vậy chứ mình trụng sơ qua nước sôi đó, cái mình trộn gỏi nó xin dợp thêm cái nữa. Mà con thấy thường đa số cái gì trộn gỏi nó cũng bị dợp chứ hết chú Bảy. Cái nào nó cũng vậy, chua, nó chắc chua chua với muối á. Dạ. Cái nó cứ dợp chút. Dạ. Gỏi ngon quá, gần hết gỏi trước luôn rồi. Mấy chú cháu nãy giờ cũng có ăn cháo xong rồi. Vậy thì cũng xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp nha. Xin chào cả nhà.